Xin chào các bạn, hôm nay Sốc Bảo thường xin gửi tới bạn một trích, đó là một trò ảo thuật, đó là của Lu Chen diễn, đó là trò bút rớt đồng xu. Thì trò này mình sẽ diễn lại cho bạn xem. Ok, thì ở đây mình có một đồng xu và một đồng xu và một cái bút. Ok, đây là mình sẽ gặp với bạn này. Bạn tên gì bạn? Tuấn. Ok, Tuấn có thể kiểm tra giùm cái bút và cái đồng xu bình thường đúng không anh? Ở đây anh sẽ có một cái bút và đồng xu, anh sẽ để nó lên trên này đúng không? Khi anh để lên như thì em có thể làm cách nào mà đợi đồng xu rớt xuống mà không cần dùng tay không? Thổi. Em có chắc không? Ok, nếu mà thổi thì anh sẽ để hai cái này vô và anh để cái ly này vô. Đây là một cái anh có thể thổi. Em thổi được không? Không. Nhưng anh nghĩ anh có thể làm được. Em có tin vào điều đó không? Không. Em thêm nhé. Thì cái này